Bầu cử Mỹ 2024, bà Kamala Harris chính thức giành được đề cử ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ, phó tướng có thể là ai. Trong diễn biến liên quan cuộc bầu cử, cùng ngày, tại nhà riêng ở thủ đô Washington D, C, phó Tổng thống Harris đã gặp gỡ ba ứng cử viên hàng đầu làm đối tác tranh cử vào tháng 11 tới là George Shapiro, thống đốc bang Pennsylvania, Tim Walz, thống đốc bang Minnesota và Mark Kelly, thượng nghị sĩ của bang Arizona. Theo Reuters, bà Harris có thể thông báo quyết định của mình sớm nhất là trong ngày 5 tháng 8, trước khi xuất hiện cùng người được đề cử làm ứng cử viên phó tổng thống trong cuộc vận động tranh cử vào ngày 6 tháng 8 ở Philadelphia. Ủy ban vận động tranh cử của bà Harris cũng đang soạn thảo thông cáo giới thiệu liên danh tranh cử